Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái kèo rất là ngon để nhận cái đồng coin ví CMA Dopamine nhé. Thì những cái kèo nào có thể bỏ qua, nhưng những cái kèo về coin ví thì mọi người không nên bỏ qua nhé. Thường thường thì những cái kèo coin ví này rất là tiềm năng. Đấy, thì mọi người tranh thủ làm, và thực ra thì cái này nó số lượng nó cũng chỉ có hạn thôi, nên là mọi người hãy tranh thủ làm luôn nhé. Rồi ok, để tải và cài đặt cái ví này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, thì sau đó nó sẽ ra như này, rồi mọi người bấm vào cài đặt. Rồi sau khi tải xong thì mọi người bấm mở mở ra nhé. Thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như này. Thì ở đây là cái ba cái dòng này, nó là chủ đề là màu đen, là màu tối và màu sáng này. Tùy mọi người lựa chọn nhé. Rồi, tiếp theo mọi người bấm vào next. Sau đó mọi người chọn vào join này. Thì ở đây sẽ mọi người sẽ phải chờ nó load nhé, hơi lâu một chút. Rồi sau khi chờ nó load một lúc thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Đấy, mọi người khi bấm vào thì nó load hơi lâu nên mọi người chịu khó chờ một tí nhé. Nếu mà lâu quá thì có thể thoát ra làm lại thì nó sẽ vào được như này thôi, bởi vì là cái app này hiện nay đang rất nhiều người đăng ký nên nó hơi bị lag. Rồi để tiếp theo thì mọi người bấm vào cái dấu ba gạch ở trên cùng góc bên trái này nhé. Sau đó mọi người bấm vào cái vùng ô màu xanh này. Đấy, để tạo tài khoản thì ở đây mọi người sẽ phải nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu nhé. Rồi thì mật khẩu nó bao gồm là chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và số nhé. Rồi mọi người nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu. Rồi ok, sau đó mọi người bấm vào confirm này nhé. Thì ở đây nó sẽ có 12 cái ký tự đặc biệt. À quên, 12 cái ký tự để khôi phục ví, thì mọi người sao chép hoặc chụp ảnh lại cái này rồi lưu ra một chỗ riêng nhé. Rồi ok, mình sẽ copy lại cái này. Đấy, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào cái dấu tròn này nhá. Đó. Thì chọn active. Rồi như vậy là mình đã tạo xong ví. Và đây có một cái điều lưu ý này, để nhận được cái đồng coin của cái ví này thì cái này nó yêu cầu là mọi người phải tuyển được một rep nhé. Tuyển được một rep thì sẽ được 10 điểm để, thì nó sẽ quy đổi ra cái đồng dobe này này, thì nó sẽ quy đồng ra cái đồng dobe của ví này. Thì để tạo ra một rep thì rất đơn giản thôi, thì mọi người có thể dùng cách để cheat. Thì ví dụ như là mọi người dùng một điện thoại sử dụng Wi-Fi và một điện thoại khác là sử dụng 3G để đăng ký tài khoản, rất là đơn giản, và có thể là có nhiều bạn sẽ cheat được rất nhiều tài khoản, và mình đã từng biết nhiều bạn như thế rồi. Đó, nó rất là đơn giản thôi, không có gì là khó khăn cả nhá. Thì mọi người cứ tạo như thế. Cái ví này thì nó cũng tương đối là ok. Đây, như ở đây nó rất nhiều này. Nó hiện luôn cả cái thị trường giá cả này mọi người. Mọi người có thể theo dõi giá của các đồng coin ở trên này luôn. Đó, hoặc là những cái đồng coin yêu thích của mình có thể thêm vào đây. Bên này là tin tức này. Đó, có những cái tin tức gì thì mọi người cứ tham khảo dần dần. Cái ví này là rất là ok đấy. Nên là mọi người đừng có bỏ lỡ, mà số lượng của nó thì cũng có hạn thôi. Mọi người nhanh tay làm nhé. Rồi bây giờ thử bấm vào cái mục ví này. Mọi người bấm Start Swap. Đó, cái này nó có Start Swap luôn này. Rất nhiều những cái đồng mà mọi người có thể swap ở trên này luôn. Đây, rất nhiều ví chứa rất nhiều đồng, rất nhiều sàn. Ngoài ra còn có thể kiếm thêm cái gì đây. Đấy, những cái này chưa hiểu lắm.
mọi người tự tham khảo thêm nhé. Nói chung là mình thấy cái ví này tương đối và ổn, nên là mọi người đừng bỏ qua cái kèo này quá ngon này nhé. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người cái app để nhận cái đồng coin Dobe ở trên cái ví MCA. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc mọi người đăng ký thành công.